mọi người ơi, Như Huỳnh mến chào cả nhà khách thân mến. Hôm nay Huỳnh sẽ quay một cái lô mai dảo siêu nụ cho cả nhà mình xem nha. À, cây thì nó cứng cáp, cành nhánh nó sum xuê nè cả nhà. Và cái loại này thì giá chỉ có 125.000 một cây thôi. Và ai lấy hai cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển nha. Và cả nhà biết không, là Tết đó, là ngay chỗ nguyên cái đường thân giữa của nó nè, kể cả những cái ở dưới ngay chỗ tay Huỳnh chỉ luôn này ha, thì nó nhặt nhặt mắt nhặt nụ và nó nở sum xuê luôn nha cả nhà. Và nó nở, nó không có bị nín, nó không bị nín nụ ha. Nói chung là nó nở rất là đạt luôn, nó nở thì nó nở banh nóc luôn cả nhà. Rồi, cây như thế này là 125.000 một cây. Và ai lấy hai cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. 10 cây thì em sẽ tặng một cây nha cả nhà. Đây là dảo siêu nụ. Và đặc biệt Như Huỳnh muốn nhấn mạnh với cả nhà là cây này nó đã già mùa, khoảng một mùa mấy rồi. À, nó ghép được lâu rồi, cành nhánh sum xuê chứ không phải là mới ghép nha cả nhà. Đó, nhìn cái cây thì mình nhìn thấy rất là cứng cáp ha. Và những cái cây này về chúng ta trồng ở dưới đất, chúng ta trồng trong chậu gì nó rất là mau phát triển nha cả nhà. Đây là dảo siêu nụ, siêu bông. Rồi, bên đây Quỳnh có một cái lô dảo mới nữa. Mặt hoa của nó tới tận 8cm, là 8 cánh, 82 cánh nha cả nhà. À, cái bông rễ cũng đẹp đẹp không nha. Thì như thế này chỉ có 100.000 một cây thôi cả nhà. À, cây cao khoảng tầm 20 mấy cm. Đây là dảo hoàng đế. Dảo hoàng đế nha cả nhà. À, một dảo mới nè. Rồi, cây này về chúng ta lấy bo, chúng ta làm giống hoặc là nuôi thêm nó cũng cứng cáp ha. 100.000 cây, 3 cây Quỳnh bao phí vận chuyển, 1 cây em tặng 1 luôn. Rồi, bên đây Quỳnh có một cái loại nữa, đó là dảo này là dảo độc đỏ cả nhà. À, lúc rày hổm rày thì khách cũng hỏi Quỳnh cái loại dảo này nó như thế nào. Thì dảo này là đặc trưng là mình chơi cái lá nó màu đỏ nè cả nhà. Đó, rồi cái bông nó cũng rất là đẹp ha, mặt hoa nó cũng khá to. Thì đây là dảo độc đỏ nha. À, mình bên cơ sở Như Quỳnh thì cây này chỉ có 80.000 một cây thôi. Đó, 80.000 một cây ha. 3 cây thì em mình sẽ bao phí vận chuyển. Cây gốc là nó đẹp đẹp không nha cả nhà. Còn cái gốc á, cái gốc thì cỡ như là cây đũa mình ăn cơm. Còn cái chộp, cái bo ghép á, đó, cái thân ở trên này nè cả nhà, thì nó cỡ như to hơi gục giết chút thôi. Đó. Khi chúng ta xem cây giống thì chúng ta nhìn như vậy ha, để mình phân biệt giữa cái gốc ghép và cái bo ghép cả nhà. Rồi đây là dảo ca, dảo kem. À, dảo kem 80. Còn dảo cam nè cả nhà, màu cam á, màu cam cà gót á cũng 80 luôn. Lá ngọc cành vàng đây. Lá ngọc cành vàng đây cả nhà cũng 80 luôn ha. Rồi, bên đây một cái lô này cực VIP cực đẹp luôn cả nhà, đó là Phú Tân liền cốt 100%. Đây, thân giữa lắc lượng luôn ha. Cao tầm cỡ 36cm. Và cây như thế này chỉ có 100.000 một cây nè cả nhà. Ở 100.000 một cây thôi, 3 cây mình sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Rồi, nếu cả nhà mình thích Phú Tân 24 là cũng có luôn nha cả nhà. 12-24 cánh. Loại này thì cũng chỉ có 100.000 một cây luôn. Rồi, nếu mà cả nhà mình thích thọ hương á, thì Quỳnh có một cái lô thọ hương giá cực rẻ luôn đó. Và cái này về chúng ta vừa lấy bo và nuôi thêm cứng cáp, 70.000 một cây cả nhà. Ai lấy 3 cây, 4 cây em Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển ha. Và rồi, để Quỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái lô cúc cam nè. Ở mà nãy là dảo cam, giờ là cúc cam nha cả nhà. Cúc cam này á, là nó cực kỳ khách rất là thích, bởi vì cái màu cam giống như màu cam đậm giống như của vạn thọ, mà màu vàng cam vậy đó cả nhà. Đó, hoặc là màu cam của cà rốt á, rất là đẹp. Thì cây như thế này chỉ có 80.000 một cây thôi cả nhà. Ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển ha. 10 cây em tặng 1 luôn, 15 cây tặng 2. Cây này cũng khoảng tầm 25 cho đến là 30-35cm hết rồi. Đó, gốc cũng đẹp đẹp không nha cả nhà. Cây này cứng cáp hết rồi cả nhà. Rồi, và nếu như cả nhà mình thích tư long thì Quỳnh có một cái lô tư long là cực VIP luôn. Đây cả nhà, tư long nè. Đó, gốc của nó nè cả nhà, gốc rất là đẹp luôn ha. Rồi, loại này thì chỉ có 100.000 một cây thôi. Ai lấy 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Và tư long này là cành nhánh nó sum xuê lắm cả nhà, gốc phải đẹp nữa ha, cây khỏe nữa. Rồi, bên đây nè Quỳnh có một cái loại, đó là cúc đọt đỏ và cúc đọt xanh. Đó, đọt xanh, hoa nó khá đẹp luôn nha cả nhà. Đó, đọt xanh nè. Còn đây là đọt đỏ ha. Đồng giá 80.000 hết nha cả nhà. Đó, rễ thì rễ đủ kiểu hết rồi. Rễ rất là đẹp. Đây cả nhà. Rồi, bên đây Quỳnh có một cái lô tân châu cũng khá là cứng cáp luôn. Tân châu 24 và 6 cánh đó cả nhà.
thì loại này cũng chỉ có là 80.000 một cây thôi. Và ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Đó. Còn nếu như ai thích trái bí, trái bí mà ghép cúc thọ hương thì 150 một cây ha. Ai lấy 2 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. 10 cây thì em sẽ tặng 1 cây nha cả nhà. Rồi, và đây cả nhà, đừng có bỏ qua cái lô mai cúc 7 tầng nha cả nhà, bởi vì nó rất là đẹp. Cúc 7 tầng này thì nó cái hoa của nó nở phùng ha. Và cúc 7 tầng này thì 250 một cặp nha cả nhà. Và ai lấy một cặp thì em cũng đã bao phí vận chuyển cho mình rồi ha. Cây nó rất là đẹp luôn. Khỏe và gốc đẹp rồi, cành nhánh, và đặc biệt nếu chúng ta lấy bo thì em sẽ lựa những cái cây như thế này cho cả nhà mình lấy bo. Rồi. Sẵn đây thì Quỳnh cũng giới thiệu cho cả nhà một cái lô mai. Đó. Mà hôm nay Quỳnh có một cái lô mai rất là giá rất là hữu nghị luôn ha. Thì đây là loại 5.500 cả nhà, 5.500 nè. Rồi bên đây là 6.000. 6.000 đây cả nhà. Cái lô này 6.000 một cây. Và đặc biệt thì đối với cái lô này á cả nhà, là nó cao trung bình khoảng cỡ 1 2 3 gang tay Quỳnh. À, Quỳnh lấy lửng lửng 45-50 đi cả nhà. 45-50 cm. Và nó quấn rễ thì quấn rễ giống như hình thú nè. Rồi lò xo nè. Đó, cái kiểu rễ như vậy. Có cái rễ nè, mấy cái rễ quái quái á cả nhà. Đó. Thì cây cối thì nó đều đều như thế này ha. Đó, 6.000 một cây và nó không có bí nha cả nhà. Nó không có bí. Nó cũng rất là mướt luôn. 6.000 một cây cả nhà. Và 100 cây thì Quỳnh bao phí vận chuyển, còn dưới 100 cây thì Quỳnh không bao phí vận chuyển ha. Quỳnh bán nhưng mà Quỳnh sẽ không bao phí vận chuyển. Rồi. Rồi bên đây Quỳnh có một cái lô 5.500. 5.500 nè cả nhà. Đó. Cây này thì cỡ 35 cho đến 45-50. Đó, cũng lộn xộn như thế này nè. Và cành nhánh nè, đó, nó mập mạp, nó xum xê ha. Nó có cái thoát thân thì nó cũng không cao lắm. Đó, nó đều có cành nhánh hết. Thì loại này là 5.500 một cây. 100 cây thì Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Và 100 cây thì tặng 6 cây nha cả nhà. Đó, cây cành nhánh rất là xum xê luôn. Quấn rễ thì quấn rễ đủ kiểu hết nè cả nhà. Và không có bí ha. Không có bí. Này. Rễ này Quỳnh thấy là rễ này giống như chị N. Rồi này hình thú nè. Đó. Mấy kiểu lạ lạ vậy đó cả nhà. Rồi cái loại này 5.500 ha. Đó. Bên đây thì 6.000. Rồi. Còn cái loại này là 8.500. 8.500 thì nó có mấy cái hình lạ lạ nè. Đó. Rồi có những cái trái bí nữa cả nhà. Trái bí nè. Nếu mà những cái cây bí thì cây bí nó muối nó rất là to. Đó. Trái bí này là trái bí ba muối. Để mình xem nha. Trái bí này trái bí bốn muối. Bốn muối nha cả nhà. Đó, đây, thường là 4 muối, 5 muối. Rồi, cây này 8.500 một cây nha cả nhà. Và ai lấy 100 cây thì Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Thường thì sẽ là 4, 5 muối nha cả nhà. 4, 5 muối là nhiều. Đó. Rồi, ngoài những cái trái bí ra thì còn có mấy cái kiểu như thế này nha cả nhà. Đó, loại này thì 8.500 ha. Cây thì nó đồng thanh ha, chi cành nhánh nè, đó, chi cành nhánh hết nha cả nhà, cỡ như là ống hút, cây đũa ăn, đầu đũa mà mình không ăn, đó, thì các cái cỡ như vậy ha, cao từ 50 cho đến là, từ 45 cho đến là 65 cm, đó, cây nè cả nhà, rồi, các kiểu như vậy ha. Mà những cái cây này về chúng ta nuôi nó rất là cứng cáp, mập mạp. Và không có sợ bị hao hụt nha cả nhà. Không có sợ bị hao hụt. Thì tất cả đều có quấn rễ hết. Có những cái nó lòi lên, còn có những cái nó nằm sâu ở phía dưới á. Thì chúng ta vô cực chúng ta moi lên ha. Còn nếu như mà nói chung là có những người người ta cấy á, cái cạn cái sâu cả nhà. Cái hơi cạn cái sâu thì nhầm cây. Đó. Rồi
cây như thế này nha cả nhà, 8.500 một cây. 100 cây Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển và 30 cây thì em bán mà em không bao phí vận chuyển ha. Rồi nha, cây có như thế này nha cả nhà. Đó. Rồi, em Quỳnh hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Và cả nhà hãy bấm kênh đăng ký để gặp gỡ em ạ. Vậy Quỳnh sẽ nhắc lại, Quỳnh có cỡ là 5.500, 6.000 và 8.500 á cả nhà. Rồi em Quỳnh mến chào cả nhà.